Vào tối ngày 19 tháng 11, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về vụ việc nhiều hành khách hoảng sợ khi máy bay của hãng hàng không Vietjet Air quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất thay vì đáp xuống sân bay Nội Bài như lịch trình. Theo một nguồn thông tin đăng tải trên mạng, vào khoảng 19:30 tối ngày 19 tháng 11, chuyến bay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội gặp sự cố khi cất cánh được khoảng 30 phút. Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến hành khách hoảng loạn. Tiếp viên hướng dẫn cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng những tình huống xấu nhất xảy ra. May mắn thay, phi công đã đưa máy bay về sân bay Tân Sơn Nhất như an toàn, hành khách được chuyển sang chuyến bay kế tiếp. Thông tin được chia sẻ trên Facebook khiến nhiều người hoang mang. Chia sẻ trên mạng xã hội, một số người được cho là hành khách của chuyến bay tỏ ra rất sợ hãi, chưa biết nguyên nhân vụ việc và hiện tại vẫn chưa được bay ra Hà Nội. Chuyến bay VJ198 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội vào ngày 19 tháng 11 đã có hướng bay kỳ lạ.